Rồi, cái lecture 6 là nó sẽ về nói đến nó xử lý các block diagram. Block diagram thì là gì? Thì tụi em thấy rằng là trong cái phần khi mà các bạn phân tích về hệ thống vô hình di động đó, nó có rất nhiều cái block như thế này. Nó đại diện trong cái hàm hàm truyền hoặc là cái hệ thống. Truyền hoặc là hệ thống như nó mình đã biết rồi. Thì khi một hệ thống nó có nhiều block, nó lại trở nên rất là phức tạp. Thì có thể ví dụ cho các bạn một ví dụ như sau. Mình sẽ lấy một ví dụ là mình sẽ lấy một cái ví dụ là mình kiếm một cuốn sách và khi mình nói về một cái hệ thống rất là quen thuộc với chúng ta là hệ thống chúng ta điều khiển powertrain hoặc là engine. Engine modeling. Thì em thấy rằng đây là một cái schematic của cái hệ thống engine modeling, schematic block diagram. Thì có nghĩa là nó gồm nhiều các block, sơ đồ khối như thế này. Nó nhiều cái block sơ đồ khối như thế này và em nhìn vô hệ thống nào. Bắt đầu đây là cái khối mà engine power, cái khối mà hàm truyền đó. Engine nó sẽ tạo ra cái công suất engine torque tác động với thằng này nè, cái thông này nè, nó sẽ liên quan đến cái tốc độ thay đổi về air khí nạp, khối lượng không khí nạp đi vòng này. Ngoài ra thằng engine power, khối engine power này nó bị tác động bởi fuel command là cái nhiên liệu, và cái spark command là cái điều khiển về về lửa. Như vậy á, sơ sơ bạn sẽ thấy rằng là nó có một đầu vào, hai đầu vào, ba đầu vào và một đầu ra. Bên cạnh đó thì cái engine power này cũng feedback về cái engine pump, coi là vấn đề về về điều khiển công suất. Như vậy á thì vô hình chung là mình coi tiếp tục đi, mình coi tiếp tục nó có cái gì nữa. Tiếp tục nữa thì nó có engine pump. Engine pump là cái kỳ kỳ nạp á. Rồi manifold là cái nó mô hình hóa cái đường ống nạp. Và trước cái đường ống nạp á thì nó có cái brother body. Brother body chính là cái đúng ga. Ok. Và sau khi cái engine lost thì có nó cái inertial của các piston rồi của các của cái bánh đà, à cái đúng rồi. Của cái bánh đà của mình ha. Và trên cái bánh đà nó gắn một cái sensor để sensor cái speed lại. Ok. Vậy thì nếu một hệ thống như thế này nè, nó sẽ trở nên rất là phức tạp. Trở nên rất phức tạp. Vậy thì khi mà cái các block diagram nó trở nên phức tạp như thế này nè, thì nó có một cái cách nào đó để nó đơn giản các block này diagram này đi không? Thì đó chính là cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Tuy nhiên vẫn như tôi nói nha. Tuy nhiên thì chúng ta học ngày hôm nay thì chúng ta áp dụng những cái định luật rất là dễ và cơ bản. Chúng ta sẽ không đi quá sâu. Ok. Chúng ta không đi quá sâu. Chúng ta đi một khối block rất là, những khối block rất là cơ bản để hiểu được cái ý nghĩa của nó thôi. Rồi. Thì sẽ bắt đầu với cái elementary block diagram, những cái khối sơ cấp. Sơ cấp có nghĩa là những cái khối cơ bản đó. Thì khi mà em có hai cái hàm truyền hoặc hai cái hệ thống mà em tác động nối tiếp như thế này, tác động nối tiếp như thế này, thì em có thể gộp nó thành một cái hệ thống.
tương đương với một cái hệ thống. Đây là đầu vào, đây là đầu ra. Đầu vào em vẫn giữ nguyên là U1, đầu ra em vẫn giữ nguyên là I2. Nhưng cái nội dung trong cái hàm truyền này là bây giờ nó sẽ thay đổi. Bây giờ nó thay đổi bằng cái gì bây giờ? Thì cái hàm truyền mới này thì gọi nó là HS. HS này nè chính bằng hàm truyền là đại diện của hệ thống mà giữa cái đầu ra em đem chia cho đầu vào. Ok, đầu ra nè là I2, em chia đầu vào là U1. Như vậy á em sẽ được là HS sẽ bằng I2 nhân với chia cho U1 bằng G1 nhân với G2. Ok, bằng G1 nhân với G2. Tại sao nó lại như vậy? Thì bắt đầu mình suy nghĩ tiếp nha tụi em. Mình gọi cái thằng ở đây nè là thằng H1. Vậy thì á để tính cái thằng H1 này nè, nó sẽ bằng cái gì tụi em? Nó bằng U1 em đem nhân với G1. Ok không? Và đây là hệ thống ở miền S à, nên các bạn có thể dùng phép nhân đại số như nhau được. Các bạn có thể coi điều này ở những cái lecture trước à. Ok, các bạn U1 nhân với G1. Ok à. Vậy thì đầu vào của thằng G2 á nó là H1, vậy đầu ra của nó là I2. Vậy I2 bằng cái gì? I2 á sẽ bằng H1 em nhân với G2. Ok. Ok, mà H1 á thì bằng U1 đem nhân với G1. Thằng này là H1 này. À, em nhân với G2. Ok. Ok, cụm này. Vậy thì em lập một cái tỷ số giữa cái thằng I2 em đem chia cho U1 thì sẽ được là bằng G1 nhân với G2. Và em gọi cái này là một cái hệ thống tương đương như thầy gọi trên này. Đấy. Ok không các bạn? Ok ha. Rồi. Như vậy là nó thực ra nó cũng khá là đơn giản ha. Cái điều này nó nói lên một điều gì? Thì là hai nếu hai hệ thống mà mắc hệ thống mà tác động nối tiếp với nhau á, hoặc là hai truyền mắc nối tiếp với nhau á, hoặc là hai tổng tác động nối tiếp với nhau á, thì cái mình sẽ có một cái hệ thống tương đương. Và cái hệ thống tương đương này nè nó bằng tích một cái hệ thống tương đương. Cái hệ thống tương đương này nó sẽ bằng tích của hai cái hàm truyền lẻ. Ok không? À, đó là thằng cái khối khi mình mắc nối tiếp với nhau. Ok. Khi mình mắc song song, khi mắc song song à, thì nó sẽ là bằng tổng. Bằng tổng. Ừ, khi thầy giảng thế này nhé các bạn, là nếu mà đang ở nhà thì các bạn có bút hoặc tập thì các bạn ghi chép lại luôn nha. Rồi âm tổng thì thầy chắc cũng không, mình sẽ giải thích cái này luôn ha. Có nghĩa là một cái hàm truyền cái đầu vào là U, nó đi vào hàm G1, nó đi vào hàm G2 là hai cái hàm khác nhau, hai cái hệ thống khác nhau, dẫn tới một điều là hai cái đầu ra của mình là khác nhau. Ok không? Đầu ra của G1 là H1, đầu ra của G2 là H2, và nó sẽ cái khối này sẽ là tổng hợp của hai đầu vào này, à, hai đầu ra này, xin lỗi. Vậy thì nó bằng cái gì bây giờ? Thì có nghĩa là IS ấy, nó sẽ bằng H1 cộng với H2. Ok. Mà H1 bằng cái gì tụi em? H1 này thì sẽ bằng U nhân với G1. Ok, lớp mình hôm nay ra rất là tốt hơn 70 mấy người. Nếu cái tình trạng mạng mà nó có lắc ở máy của tụi em á, thì cũng không sao cả, tôi có video, record video tôi gửi lên lại rồi. Rồi cộng với trường hợp thứ hai á, U1 á nhân với G2, U nhân với G2. Ok không?
H1 bằng U nhân G1 H2 là đầu ra của hệ thống này sẽ bằng U nhân với G2. Vậy thì mình lấy U ra chung đi. Ở trong mình còn G1. Ok. Vậy thì em làm một cái tỷ số giữa ES là đầu ra, em chia cho đầu vào là U, thì chắc chắn là nó sẽ là một cái hàm truyền đại diện cho cả cái hệ thống này. Đại diện cho cả cái hệ thống bự này luôn. Hệ thống này. Đấy. Ok, đầu vào là U. Đầu ra là Y. Nó bằng cái gì? Bằng G1 cộng với G2. Như vậy là mình đã giải quyết được vấn đề này. Ok rồi em. Đây là cái hàm truyền này. Mới nè. Để xóa. Và đây là cái hàm truyền mới nè. Hàm truyền này á có cái đầu vào là U, đầu ra là Y. Thì cái hàm truyền này bây giờ nó đơn giản lại bằng là tổng của hai cái hàm truyền nhỏ bên trong. Rồi. Qua cái ví dụ thứ ba, ví dụ thứ ba thì nó nói về một cái hệ thống điều khiển kín. Nó nói về một cái hệ thống điều khiển kín là, và ở đây nó gọi là negative feedback, feedback là một hệ thống có hồi tiếp này em. Đúng rồi, hồi tiếp như vậy như các bạn đã biết. Và cái negative feedback bởi vì thằng này là mang dấu trừ, nó lấy giá trị mong muốn nó đem với trừ với giá trị thực tế. Nhưng mà nó sẽ có những thằng là positive. Positive chỗ này không là negative nữa. Mà nó là positive. Positive feedback. Hồi tiếp dương thì thằng này á của tụi em á bây giờ là thằng dương, có nghĩa là nó đem giá trị mong muốn nó cộng thêm với giá trị thực tế này, nó cứ chạy lên. Rồi trong hệ thống này á thì cái bài toán bây giờ là em nó đang có những cái khối tổng thế này ha, rồi nó lại mắc song song thế này ha. Nó trừ thì em ha, thì nhiệm vụ của em á là em đi kiếm cái hàm truyền như thế này, hàm truyền thế này đại diện cho cả cái hệ thống này luôn, cả cái hệ thống điều khiển kính này luôn. Với cái đầu vào là RS tác động vào hệ thống, không biết trong này là cái gì nhưng đầu ra sẽ là ES. Ok. Và tôi chưa có cho các bạn một cái công thức đây. Nó là G1 em đem chia cho 1 cộng với G1 đem chia cho G2. Ok. Vậy tôi ok cái tôi hỏi câu hỏi của thầy là làm thế nào? Thì bây giờ các bạn tôi sẽ cho các bạn một khoảng thời gian nghỉ để các bạn làm cái này, và các bạn lấy giấy bút làm và tôi sẽ gọi bất kỳ một người nào đó lên để làm nhé. Các bạn có 15 phút. Ok. Nếu các bạn đã coi video thì các bạn cũng nên dừng video lại ha và làm. Ok.